Uh, hello anh em đã quay trở lại uh, với channel của mình. Hôm nay mình sẽ làm một cái video clip uh, giới thiệu với anh em về cái tính năng uh, sắp xếp đội hình. Đó, đây là một cái tính năng mới <laughs> mới mà Lilith vừa cho ra mắt ở cái phiên bản 2.0 đợt vừa rồi uh, để cho giúp cho người chơi có cái cơ hội là uh, chỉnh đội hình hoặc là dắt cái, uh, cái, cái 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 lính của mình đi ra ngoài chiến trường. Okay. Thế thì bình thường ngày xưa để chúng ta có thể chọn được một trong hai đơn vị một trong hai đơn vị hoặc là ba đơn vị nhóm ba đơn vị thay vì chọn một hoặc là ví dụ như chọn một như thế này hoặc chọn tất cả thì nếu như anh em muốn chọn là hai đơn vị riêng lẻ chẳng hạn thì anh em có thể dắt nó ra ngoài đồng và kéo kéo nó ra khỏi màn hình của ba con còn lại ví dụ như thế này Đấy, kéo màn hình ra đây thì anh em nhấn hai lần chuột vào trong cái cái đơn vị này đây ví dụ nhấn hai lần chuột vào đây À, đấy nhấn hai lần chuột ở đây thì nó sẽ chọn cho ông ta hai cái đơn vị riêng này thế thì để tránh cái trường hợp là dườm dài như vậy thì Lilith đã cho chúng ta cái loại tính năng đội hình là để cho chúng ta có thể gom nhóm các cái đơn vị xe tăng đơn đơn vị lính lại với nhau thành một nhóm để từ đó chúng ta có thể điều khiển dễ hơn à, thế thì dựa vào cái phần đội hình này thì anh em có thể thiết lập cái đội hình khi chúng ta dắt quân đi ra đồng với như đội hình là à, 23 đó 23 hoặc là 11 113 như mình đang để ở đây là 113 đúng không? thì cái cách mà chúng ta có thể chọn đội hình là bằng bằng cách là chúng ta có thể nhấn tích vào cái phần xanh hoặc là phần đỏ. Nếu như anh em đặt dấu tích vào phần đỏ thì tất cả những cái xe những cái đơn vị ở trong cái dấu tích này nó sẽ cùng một nhóm. À, đặt phần phần xanh thì ba cái con này nó sẽ là thuộc một nhóm phần xanh còn nếu như chúng ta không không đặt gì chẳng hạn chỉ đặt đỏ không thôi thì chúng ta chỉ có một nhóm thôi một nhóm và nhóm còn lại là nhóm tự do đi chẳng hạn đấy ví dụ chúng ta hoàn thành thì nó sẽ có một nhóm này khi chúng ta chọn cái là chọn cả nhóm này đúng không còn bên ba con còn lại là chúng ta chọn từng con một đấy còn nếu như anh em mà có hai đội hình đúng không? thì anh em có thể lựa chọn tiếp là hai hai một như thế này hai hai một như thế này đấy, chọn đội hình hai con hai con như này đấy, và một con như này chẳng hạn đúng không? Đúng không? Đúng không? Đấy, hoặc là đội hình 1 2 hai ba hai như thế này chẳng hạn như thế đó hai ba hai ba chọn hai ba như thế này đấy thì uh, dựa theo cái đội hình như thế này thì anh em có thể uh, thoải mái style cái phong cách chiến đấu của chúng ta và tùy thuộc vào lượng bài mà chúng ta đang có ví dụ như ở đây mình có thể gợi ý anh em một số cái cách setup đội hình làm sao cho hợp lý ví dụ như anh em chơi chay chơi free thì anh em chỉ có một xe thôi chẳng hạn một xe tăng thôi chẳng hạn thì anh em lên thiết lập cái đội hình là một xe như này, ok? và trong trường hợp một xe thì uh, anh em có thể là uh, bỏ trống hết như này, chúng ta chỉ lấy một xe, thậm chí là không không có thiết lập cái gì cả để hoàn thành. Bởi vì là nếu như anh em một xe thì chúng ta chỉ dắt mỗi một cái xe này đi ra đồng chiến đấu, đúng không? đi ra đồng chiến đấu thì mình chỉ điều khiển một xe thôi thì không lo vấn đề gì về 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 về, về loạn điều loạn loạn đội hình cả, ok? trong trường hợp mà chúng ta có hai co À, co thứ nhất chúng ta xây dựng xong ví dụ như ở trong cái clip trước mình xây dựng hướng dẫn anh em mà cách xây dựng à, đội hình xoay quanh con hát mỹ chẳng hạn hát lên minh thế thì ví dụ như chúng ta xây dựng xong một chiếc xe tăng xây dựng xong cái co số 1 mình hay gọi là co co một co một thì mình đến cái co thứ hai ví dụ co thứ hai mình cũng có một xe ví dụ mình để cái diệt tăng lên chẳng hạn mình có hai co thì anh em có thể xếp một một như thế này một một như thế này co thứ nhất là anh em cho nó giòn vào dụ co này, đấy. co thứ nhất thì anh em dắp ra đồng đánh nhau còn co thứ hai này anh em có thể cho vào một cái tập đoàn quân nào đó hoặc là thậm chí anh em điều điều quân uh, <laughs> trên chiến trường luôn, điều hai co luôn, đấy. co một co hai như này, đó. mà mình không sợ phải bị bị kích nhầm, đấy. mình nhấn đúp chuột này nó cũng không, nó cũng không nhầm, ok, đấy là co một co hai hoặc nếu như anh em mà cho hai cái chiếc xe này đi cùng nhau chẳng hạn thì anh em có thể cho nó vào thành thành hai uh, co à, thành đây thành một đội như thế này đấy, thành một đội như thế này và khi mình chọn cả đội như thế này đấy, chọn một cái này thì nó sẽ đi cả đội đấy, đi cả hai xe này mà không sợ ảnh hưởng đến ba xe còn lại đó, đấy, đấy, là cái cách mà mình hay thiết lập đấy thế thì đối với những anh em mà chơi nó chỉ có hai co thì chúng ta chỉ có những lựa chọn như thế thôi ví dụ như mình ở đây thì mình có ba co tức là mình có ba co mình có cả 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 à, diệt tăng ở đây Đấy, còn hai pháo kia thì nó cùi quá mình để ở nhà thôi thì sẽ tăng ở đây mình sẽ cho cho, cho thành uh, đội hình thứ ba đấy ví, như ví dụ sắp như này sẽ là hai một 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 nhấn ok như này thì thì mình sẽ có là một chiếc diệt tăng như thế này đó đấy, co thứ nhất và co thứ hai co thứ nhất này mình đánh ở một cái mặt trận co thứ hai mình đánh ở một mặt trận đó. Đó. co thứ hai này mình có thể là diệt tăng này có tốc độ nhanh thì mình sẽ cho đi co vào pháo co đi đi qua quân lính của mình còn co thứ nhất này thì mình sẽ đi công nhà đi công lẻ chẳng hạn co thứ hai đi qua vào. ok thì đấy là cái cách mà chúng ta có thể sắp xếp cái đội hình làm sao mà cho nó linh hoạt cho nó hợp lý nhá linh hoạt hợp hợp lý với việc bố trí này thì đơn giản thôi anh em muốn nó thuộc nhóm nào thì anh em sẽ bố trí dấu tích vào cái màu xanh màu đỏ này để là để phân biệt thôi chứ nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái đội hình của anh em cả anh em không set up màu xanh cũng được mà setup nó màu xanh cũng được tùy đây là để giúp chúng ta điều quân trên chiến trường làm sao cho hợp lý thôi chứ nó cũng không ảnh hưởng còn thậm chí nếu như anh em quen tay thì không cần bố trí xanh đỏ như này làm gì cả ok đấy thì nó dối còn nếu như anh em mà chưa quen thì chúng ta có thể bố trí xanh đỏ ví dụ hai hai một đội hình hai hai một hoặc là đội hình hai một hai ok đấy thì tùy vào mình thôi để mình giúp mình linh hoạt hơn trên chiến trường đấy, linh hoạt hơn trên trên chiến trường bằng cách là chọn như này thì nó dễ hơn ok đấy thì nếu như anh em không thích thì anh em có thể bỏ bỏ đội hình ra cũng được anh em điều chay một con thôi mà mình khuyến cáo là nếu như anh em nông dân chỉ có một co thôi thì anh em chỉ cần một xe tăng rất ngoài đồng còn bốn pháo anh em để ở nhà mà đã để ở nhà rồi thì mình chả quan tâm nó là đội hình xanh hay đội hình đỏ nữa hiểu không ạ Đấy. còn nếu như mình đã dắt nó ra đồng thì có sự chia chia tim thì anh em nên uh, nên bố trí xanh đỏ làm sao mà để cho chúng ta dễ thao tác hơn để cho chúng ta dễ bị mất gọi là đỡ bị mất lính trên chiến trường trong quá trình mà chúng ta không quan sát được trận chiến đấy là cái cách mà nhà phát hành đó đã hỗ trợ cho chúng ta cái việc làm như này để chúng ta thiết lập tối ưu cái cách điều khiển, ok? À, thì một số anh em là vẫn chưa biết cách làm cái này thì ở đây mình tiện mình cái clip này mình sẽ giới thiệu anh em cách làm như vậy à, thậm chí nếu như anh em setup đội hình như này cũng được, ok? thì tùy đến là tùy vào mục đích sử dụng của anh em làm sao cho hợp lý nhé. còn mình hiện tại là mình chỉ để một hai như này thôi, đó để điều quân cho nó hợp lý thôi chứ còn thậm chí là nếu như anh em bỏ hết đi cũng không cũng cũng không vấn đề gì cả. Yeah. nhé đang để như này đây ok thì đây là cách hướng dẫn cái thiết lập đội hình ở trong phiên bản mới Đấy, thì anh em có thể tham khảo cái cách thiết lập xanh đỏ nhé yeah. rồi à, đến đây thì video xin tạm dừng tại đây anh em nếu thấy hay thì xin anh em một like share subscribe ok xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các clip sau goodbye